Xin trân trọng kính chào ban giám khảo cùng quý thầy cô. Tôi tên là Lê Xuân Mỹ Yên, giáo viên nhà lớp 24 trường tiểu học huyện Bình Yên. Hôm nay tôi xin trình bày về thiết kế bài giải phương môn kể chuyện với bài Ai ngoan sẽ được thưởng. Với bài Ai ngoan sẽ được thưởng, mục đích yêu cầu sẽ dành cho bài đó chính là các em sẽ được rèn về kỹ năng nói, dựa vào cái trí nhớ cũng như là các tranh minh họa. Học sinh sẽ kể được từng đoạn của câu chuyện cũng như là kể toàn bộ cả câu chuyện. Ngoài ra, học sinh còn có thể kể được đoạn rút của câu chuyện bằng lời nhân vật tổ. Bên cạnh đó, các em còn được rèn kỹ năng nghe. Đây là nghe các bạn kể để có thể có lời nhận xét về lời kể của bạn, hoặc là em có thể là kể tiếp theo lời kể của bạn mình. Ngoài ra, học sinh còn sẽ được rèn về cái kỹ năng sống cũng như là thái độ, đó chính là biết nhận lỗi khi làm sai và rèn các kỹ năng giao tiếp, hợp tác và nhận xét vân vân. Trong suốt cả quá trình thực hiện mục tiêu, tôi đã mạnh dạn tích hợp các phương môn vào từng hoạt động, chẳng hạn như là tích hợp phương môn tập làm văn, luyện từ và câu qua việc mở rộng vốn từ cho học sinh, và tích hợp giáo dục đạo đức cho các em theo năm điều Bác Hồ dạy, đó là ở môn đạo đức. Rèn kỹ năng sống cho các em. Và với chuẩn bị của bài thì tôi soạn dẫn trên Acti và thiết kế các bài tập cũng như là chuẩn bị các hình ảnh nhân vật để thực hiện trong các hoạt động kể chuyện. Các đoạn clip có lời kể được thu âm sẵn. Và bây giờ tôi xin phép được trình bày các bước thực hiện của tiết dạy như sau. Bắt đầu tiết dạy, ở đây tôi sẽ cho cả lớp cùng hát và vỗ tay theo bài hát Đi qua em mương gặp Bác Hồ. Lý do tôi chọn bài hát này bởi vì đây là một bài hát có một cái sự gắn kết với lại câu chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng, và bài hát này cũng nói lên được cái tình cảm của các cháu thiếu nhi dành cho Bác Hồ cũng như là tình cảm của Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi. Sau khi các cháu hát và làm theo động tác của bài hát thì ở đây
buổi sáng, Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Vừa thấy bác, các em nhỏ chạy đua tới quay quanh bác. Ai cũng muốn nhìn bác cho thật rõ. Bác đi giữa đoàn học sinh, tay dắt hai em nhỏ nhất, mắt bác sáng, da bác hồng hào. Bác cùng các em đi thăm phòng ăn, phòng ngủ, nhà bếp, nơi tắm rửa. Khi trở lại phòng học, bác ngồi giữa các em học sinh và hỏi: các cháu chơi có vui không? Tất cả đều đồng thanh bác: dạ, thưa bác, chúng cháu vui lắm ạ. Bác liền hỏi tiếp: thế các cháu ăn ngon ngon không? Dạ, thưa bác, no lắm ạ. Vậy các cháu có bị vô phạt không? Dạ, thưa bác, không ạ. Bác khen: thế thì các cháu ngoan lắm. Bây giờ bác sẽ chia kẹo cho các cháu. Các cháu có thích kẹo không nào? Tất cả cùng reo mừng: dạ, thích ạ, thích ạ. Bác liền cầm gói kẹo và đi chia cho từng bạn. Riêng đến khi bạn Tổ, Tổ không dám nhận kẹo. Em khẽ uống thưa với bác: dạ, thưa bác, hôm nay cháu chưa có vâng lời cô, cháu không có ngoan nên cháu không có dám nhận kẹo của bác ạ. Bác nghe vậy, bác nhìn Tổ bằng đôi mắt chiều mến. Bác xoa đầu em và nói: cháu biết nhận lỗi là ngoan lắm rồi, cháu vẫn được nhận phần kẹo như các bạn khác. Tổ rất mừng và em vội nhận phần kẹo của bác, sau đó cảm ơn bác. Khi giáo viên kể xong phần chuyện của mình thì tôi sẽ hướng dẫn các em cùng bước vào hoạt động thứ nhất. Hoạt động thứ nhất với tên gọi là Bạn ơi hãy nhớ. Với hoạt động này thì học sinh sẽ được thực hiện các bài tập ở trên bảng Acti. Ở đây các em sẽ được làm bài dưới hình thức là cá thể hóa với nhóm 1, với nhóm học sinh, với nhóm học sinh trung bình. Các em sẽ được nhận làm bài tập đó là sắp xếp lại các tranh theo thứ tự và mỗi tranh với nội dung tranh cho phù hợp. Còn riêng đối với nhóm học sinh khá giỏi thì các em sẽ có những cái yêu cầu cao hơn để nhằm giúp cho các em phát triển được cái năng lực và phẩm chất riêng của từng em. Đó là các em sẽ cùng thảo luận, trao đổi ý kiến và ghi lại những nội dung chính của từng tranh. Thì với trong suốt quá trình các em thực hiện, tôi đi quan sát và hướng dẫn thêm cho những nhóm bạn còn lúng túng. Sau khi các em thực hành xong thì tôi tổ chức cho các em sẽ cùng đi tham quan vài làng của nhóm bạn mình, để từ đó các em sẽ có những cái lời nhận xét chính xác và đúng. Thì với cái mục đích này, ở đây các hình thức đối với đây là cái phần đáp án của phần bài tập. Thì với cái hình thức là các em được làm bài trên bảng tương tác Acti. Vậy trong trường hợp nếu như không có bảng tương tác Acti thì chúng ta cũng có thể hướng dẫn cho các em thực hiện trên phiếu bài tập thực hành của nhóm. Như đây là bài của nhóm học sinh trung bình, các em có thể là dùng bút để nối nội dung tranh với lại từng tranh, và đây là nhóm dạy cho học sinh khá giỏi. Còn khi các em thực hiện trên bàn Acti thì các em sẽ sử dụng bút để các em làm thao tác nối tranh cũng như là viết chữ thẳng trực tiếp lên trên bàn tương tác luôn. Với hoạt động tiếp theo, hoạt động 1, các em đã được rèn về cái kỹ năng giao tiếp và chia sẻ ý kiến, cũng như các em hiểu được nội dung của câu chuyện thông qua các tranh, để từ đó các em có thể nhớ được câu chuyện và dễ dàng lại kể lại cái câu chuyện theo từng đoạn hoặc là kể lại toàn bộ câu chuyện. Tôi bắt đầu hướng dẫn các em theo hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động
những hộp quà xinh. Thì hoạt động những hộp quà xinh này các em sẽ được thực hiện. Các em sẽ được lựa chọn hình thức kể chuyện của nhóm mình bằng cách là sẽ chọn những hộp quà mình mong muốn. Ở mỗi hộp quà có yêu cầu, chẳng hạn như bạn nhìn tranh và kể lại từng đoạn chuyện, hoặc bạn hãy kể lại từng đoạn chuyện theo sự sáng tạo của bản thân, hoặc như là bạn sẽ sắm vai và kể lại từng đoạn chuyện đó. Trong trường hợp nếu như nhóm nào chọn cái hộp quà có dòng chữ chúc mừng bạn nhận được quà may mắn, thì có nghĩa là cái nhóm đó sẽ được tự do lựa chọn các hình thức kể chuyện theo cái mong muốn, theo cái sở thích của mình. Thì qua cái hoạt động này, khi các em thảo luận trong nhóm cũng như là các em trình bày trước lớp, thì các em được mục tiêu của tôi hướng tới các em là các em được rèn cái kỹ năng kể chuyện, rèn các kỹ năng về cái hợp tác, chia sẻ và bày tỏ ý kiến dựa theo những cái tiêu chí tôi đưa ra để các em đánh giá. Hoạt động tiếp theo các em sẽ cùng làm quen, đó là hoạt động kể chuyện em nghe. Với cái hoạt động này thì các em sẽ cùng tham gia lắng nghe bạn mình hoặc là bản thân mình sẽ lên kể chuyện và kể lại toàn bộ câu chuyện cho lớp nghe. Và riêng với bài này thì ở đây với cái hoạt động là sắm vai thì các câu chuyện khác tôi sẽ cho các em sắm vai theo nhân vật, nhưng với câu chuyện này thì không thể nào các em sắm vai nhân vật Bác Hồ được, bởi vì Bác Hồ đó là một vị lãnh tụ kính yêu. Nên ở đây tôi chỉ cho các em sắm vai nhân vật đó là các bạn học sinh cũng như là lời người dẫn chuyện thôi, còn cái lời nói của bác thì sẽ do lời người dẫn chuyện nêu. Về cái ở đây các xin nói lại về cái kể chuyện theo sự sáng tạo của bản thân, có nghĩa là các bé có thể là tự ý mình sáng tạo ra cách kể, giáo viên có thể là gợi ý cho các bé, chẳng hạn như là các bé sẽ kể chuyện bằng cách là sử dụng hình ảnh các nhân vật và dựa trên kể trên cái nền phong cảnh và di chuyển các và di chuyển các nhân vật đó. Mừng, ở đây có rất nhiều hình thức kể chuyện mà tôi sẽ vận dụng trong cái tiết dạy ngày hôm nay. Vì vậy khi qua đến phần kể chuyện trước lớp, các bé sẽ mạnh dạn tự tin và sẽ kể được trôi chảy hơn câu chuyện của mình theo mong muốn, theo yêu cầu. Cuối cùng, phần cuối cùng của tiết dạy đó chính là người bạn đáng yêu. Người bạn đáng yêu đây đó là ai? À, đó chính là nhân vật tổ. Thì ở đây, giáo viên tôi sẽ cho mời một số em thay thế tưởng tượng mình là nhân vật tổ và kể lại đoạn cuối của câu chuyện bằng lời nhân vật tổ đó. Và sau đó, khi các em đã trình bày và bạn nhận xét, góp ý, bình chọn bạn kể hay, kể đúng, tôi cho các em nghe một đoạn ghi âm lời kể của học sinh tôi trong vai nhân vật là tổ. Bác đi thăm từng phòng, hỏi thăm từng bạn nhỏ, bác con. Và với cái hoạt động người bạn đáng yêu này, sao tôi đã giúp cho các em nhận biết thêm được các tính tốt của nhân vật tổ, đó là dũng cảm, biết nhận lỗi khi làm sai và hướng dẫn các em theo năm điều Bác Hồ dạy. Ngoài ra tôi còn khắc sâu thêm tình cảm của các em tình đối với bác cũng như là tình cảm của bác dành cho các cháu thiếu nhi, và cả lớp cùng nhau hát bài hát Ai Yêu Nhi Đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Và lời bài hát đó cũng đã kết thúc cho tiết học cũng như là kết thúc cho buổi trình bày của ngày hôm nay. Và em xin cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe và rất mong được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến để giúp công tác em dạy hoàn thiện tốt hơn. Và chúc hội thi thành công tốt đẹp.